Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm test 199505 từ câu 6 cho đến câu 10. Đối với câu 6 này, nếu các bạn không chú ý là các bạn sẽ không biết là xác định cái đáp án nào là sai. Trong chỗ này chúng ta chọn là phương A. Ở đây thì các bạn thấy là S rồi sau đó là một mốc thời gian này. Nhưng đằng sau thì chúng ta thấy là hiện tại hoàn thành. Ở đây thì các bạn chú ý đối với hiện tại hoàn thành, mình viết tắt, thì dấu hiệu của nó thì chúng ta là for cộng với một khoảng thời gian. Còn đối từ sin, thì cộng với một mốc thời gian. Đấy. Vậy trước mình các bạn là hiện tại chúng ta có từ S một mốc thời gian, vì đến sai, nếu thế thì chúng ta chuyển thành từ since. Được chưa các bạn nhỉ? Rồi, câu này đúng là hơi khó cho các bạn nếu các bạn không để ý. Bình thường nếu các bạn chuyển xét là ở giới từ sau giới từ là một danh từ, đúng. Còn phần B thì các bạn thấy là consider là động từ hai tân ngữ. Chính vì thế nên thể bị động của nó không có giới từ giữa verb ed và o, cũng đúng. Còn đối với phần C thì các bạn thấy là từ his nó chính là thay thế cho chủ ngữ ở đâu? Chủ ngữ chính là đây này. Vì thế nên phương án C đúng. Còn đối với phần D thì các bạn thấy là nó đang ở thể bị động, chính là sub cộng với s cộng verb o, verb nó đang ở thể bị động. Nếu thế thì các bạn rất là khó có thể xác định được đáp án đúng. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 27. Đối câu 27 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án phương A. Tại vì các bạn thấy đuôi mental, đuôi trầu này đuôi của tính từ, mà tính từ đứng giữa verb và giới từ, vì tính nên sai. Tính từ không bao giờ bổ nghĩa cho động từ. Ở đây thì các bạn chú ý chính là dạng là xs, y thì y chính là động từ. Mà chúng ta có một kiến thức mà các bạn nhớ luôn cho mình, từ differ, differ thì luôn đi với giới từ from, differ luôn đi với from. Đấy, đây là một cụm động từ, dịch là khác cái gì đó. Rồi, trước này chúng ta phải chuyển thành một trạng từ để trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Ở đây thì các bạn cũng lưu ý luôn, khi gạch chân một tính từ thì các bạn thử xem đằng sau cái tính từ đó có danh từ hay không. Là một. Cái thứ hai là đằng trước tính từ đó chúng ta có động từ to be không? Nếu mà sau động từ to be thì là được, có nghĩa là tân ngữ của động từ to be thì là tính từ thì lại được bình thường. Và cái thứ ba mà các bạn thử xem sau đó có một số cái động từ, ví dụ là từ feel, chúng ta có từ make, chúng ta có từ sound này, hay chúng ta có từ feel này. Rồi, consider cũng có thể là consider sau đó cũng là một tính từ được. Hay chúng ta có từ remain sau đó cũng là một tính từ được. Đấy. Thì sau những cái động từ này thì có thể là một tính từ. Tiếp bây giờ chúng ta chuyển tiếp đối với câu 28. Câu 28 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án C. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có động từ chính là từ was selected này rồi. Vậy nếu thế thì chúng ta có hai động từ nếu mà phương án C là verb ed, vì tính sai. Nếu mà chúng ta chuyển thì chúng ta thêm giới từ hoặc bỏ verb ed đi. Bỏ verb ed, chúng ta thêm ing vào để nó chuyển thành mệnh đề tính từ giản lược thì lại đúng, được chưa? Ở đây nhiều bạn sẽ chọn là phương A nhưng nó là sai. Tại vì select là động từ hai tân ngữ, thì đối động từ hai tân ngữ thì không có giới từ giữa verb ed và o. Chúng ta chuyển tiếp đối với câu 29. Đối với câu 29 này, chúng ta sẽ chọn được là phần B. Tại sao? Tại vì which nó chỉ là sub của mệnh đề tính từ. Mà mệnh đề tính từ chúng ta chỉ có sub cộng s cộng verb, hoặc là sub cộng với verb cộng o thôi. Không có sub cộng s cộng verb o, vì tính sai. Nếu thế thì chúng ta chuyển thành một sub của mệnh đề trạng từ. Câu 30. Câu 30 này thì chúng ta sẽ chọn là phương án D. Tại sao lại chọn D? Nào, lại gạch chân sau từ N, từ O, từ BUT. Đấy. Vậy trước chỗ này các bạn thấy là đây là song song của cái gì? Thì các bạn thấy là từ somewhat nó là một trạng từ. Trạng từ chính là từ hơi, nghĩa là hơi. Nào, somewhat. Nó là một trạng từ, nghĩa là hơi. Ở đây có một cái nữa mà các bạn lưu ý đối với cách sử dụng từ not. Not mình nói rồi, not thì nó là phủ định của động từ, thì nó phải là trợ động từ này
cộng với từ not. Có một cái chú ý của từ not là not có thể phủ định của trạng từ nữa, vì thế nó đứng trước trạng từ. Đấy. Ở đây thì các bạn lưu ý này, từ it là đuôi của danh từ, đuôi danh từ, mà phủ định của danh từ thì phải là gì nhỉ? Phủ định danh từ phải là từ từ no, rồi sau đó no, rồi sau đó cộng với danh từ, danh từ. Rồi, chính vì thế nên trong trường này các bạn thấy là từ not nó lại là đứng trước một danh từ. Chính vì thế nên nên sai thì các bạn. Nếu thế thì trong trường này từ but này chính là song song của trạng từ 1, vậy đây phải là trạng từ 2. Vậy chúng ta phải chuyển thành necessary, necessarily, được nhỉ? Rồi, chúng ta chuyển thành một trạng từ như thế. Bây giờ chúng ta xác định động từ trong câu. Đối với câu 26, động từ của nó chính là từ has been. Consider, consider động từ hai từ ngữ. Differ, differ phải đi với from và từ a. Và từ sign, động từ tiếp. Câu 28 nào. Động từ chính là was selected. Select động từ hai từ ngữ không có giới từ giữa verb ID và giới o. Câu 28 động từ tiếp nó chỉ thì involves. Câu 29 động từ là từ a và từ e produced by. Câu 30 động từ nó chính là từ author. Hết rồi. Bây giờ chúng ta xác định các cấu trúc. Câu 26 này thì nó từ đầu cho đến đây thì nó chỉ là một giới thụ danh từ. Rồi sau đó thì chúng ta có s cộng verb o, nó chỉ là một cụm đơn. Câu 27 chúng ta có s cộng với verb cộng o, nó đến đây. In that thì nó là sub của mình đấy. Trạng từ bây giờ là sub cộng với s cộng verb cộng o. Nó đến đâu nhỉ? Nó đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta lại có một mệnh đề trạng từ tiếp là sub fo. Trước chút này chúng ta có hai mệnh đề trạng từ nó đứng ở cuối câu. Câu 28. Câu 28 này từ đầu cho đến đến đây thì nó là một giới từ cộng danh từ. Rồi sau đó thì chúng ta có s cộng verb cộng o. Nó đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là verb id cộng với giới từ o. Câu 29, chúng ta có s cộng verb cộng o đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề trạng từ chính là sub cộng s cộng verb o, mệnh đề trạng từ đúng cuối câu. Câu 30, ở đây chúng ta có một s cộng verb o, nó chỉ là một câu cụm đơn thôi. Xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.